Đây, 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 cái đội đi, tôi ngồi tôi quay lên nhóm này. Rồi cả đội go vào đi lên thôi. Em chào chị Thế Hương nhá. Chào chị Quang Trung Nguyễn. Chào Dương nha em nhá, chào em Dương. Đang show live stream trực tiếp đấy. Trực tiếp. Xem là phải vẹo đầu ấy, xoay là vẹo vẹo đầu ấy. Đi lên nha, lên đi. Chào Tuấn Trọng nha. Đây, làm chung này. Chào trên nhóm, đang trên nhóm Trấn Hương Cuộc Sống Việt Nam. Chào anh em nhá, anh chị em nhá. Có chị Thúy Hương này, Quang Trung Nguyễn này, Nguyễn Lân Dương này, Tuấn Trọng này. Phan Hiếu, chào Phan Hiếu. Dương Mai Dê, à Dương Mai Khanh, quên, nó nhầm. Liệu đấy, bây giờ chưa rượu, mới bảo là liệu rồi đấy. Thu theo, liệu rồi đấy. Chết. Chào Trương Minh Cường nhá. Chào Ngô Vũ Sơn Kiên. Bảo hôm nay đi mà không đi. Nghe xuống đường lúc rồi anh. Ê, xuống. Không. Không không, anh đi người. Anh đi xe bus xuống anh nhảy taxi ở đây. Sơn đây. Bây giờ là yêu cầu đi rồi. Đi 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 đi, cứ tiến hành lên đi. Tôi quay lên nhờ. Chào Sô Lì nha. Ai nhỉ? Ông quay thôi, đi đi. Chào mọi người đi. Chào mọi người nha. Em đang ở Bắc Giang đây. Phạm Hiếu, Ngô Vũ Xuân Khiêm, Trương Minh Cường, Su Lì này, Nguyễn Văn Dương này, Quý Hường này, Quang Trung Nguyễn, chào tất cả mọi người nhá.
Em đang ở Bắc Giang đây. Đi đi thì anh đi 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 anh chị ơi, đi 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 đi. Thôi thì bây giờ chào tất cả các chị em ở trên nhóm. Giờ đi vào trong phòng họp cái. Tí nữa tính sau, tí nữa live stream sau. Thank you.
sẻ đặc biệt như thế của anh chị em sử dụng cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta trong hội chúng ta cũng được tìm đến năng lượng để tổng kết sau khi hội của cuộc sống nhìn lại các anh chị ta những người bình thường họ cũng đến họ cũng sẽ tiếp thêm những cái truyền quý vị đại biểu cùng toàn thể anh chị em chấn thương cuộc sống cùng các quý vị trong khán phòng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Duy Cương, quê gốc thì Thái Bình nhưng tôi hiện nay lập nghiệp và sinh sống tại thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Tôi bị chấn thương cuộc sống 25 năm, lúc đó tôi đang học trong trường sĩ quan. Thì trong một lần đi diễn tập thì tôi bị tai nạn, thì gây ra chấn thương một đốt sống D9. Sau cái chấn thương D9 ấy thì phát hiện ra là tôi bị kèm theo một căn bệnh u tủy. Thì hiện nay gắn liền với tôi 25 năm nay, tôi trải qua 3 lần phẫu thuật cuộc sống. Thì sau cái quá trình phẫu thuật xong thì tôi nhận thấy rằng thì khác với cái sức khỏe của tôi thì chắc rằng tôi sẽ không phục vụ quân đội được, tôi phải về. Thì tôi ý thức được cái việc đấy thì trong cái thời gian tôi đi điều trị là tôi tranh thủ đi học nghề từ cái ngày tôi còn nằm trong bệnh viện. Thì cái quá trình lúc đấy phẫu thuật xong nó bị liệt, xong bắt đầu tôi tập cố gắng để tôi đi rất là yếu. Đó, tôi tiết kiệm cái tiền phụ cấp, tôi mua xe đạp để tôi nhờ một chú em, chú đi làm thuê, chú chở tôi ra chợ để học nghề. Thế thì khi mà học nghề xong thì hàng ngày học nghề thì nó rất là vất vả, vì là mình yếu, mình đi lại nó rất là khó khăn. Thế thì cứ mỗi lần cứ sáng đi thì lúc đó tôi làm ở bệnh viện thì cứ sáng tôi đi đến chiều tối tôi mới về đến bệnh viện là 7 giờ tối mà trời mùa đông. Thì về đến bệnh viện thì hết sạch nước nóng, tôi lại chống lạnh, tôi đi ra giếng tôi tắm, xong bắt đầu tôi về tôi ăn tối thì ngủ cứ tiếp theo như thế. Thì trong cái quá trình điều trị thì tôi học xong quay dung giả, một là nghề giày và hai là nghề cắt may. Thế còn những cái rất là vô vàn cái khó khăn nhưng thời gian nó không cho phép thì tôi chia sẻ ngắn gọn. Tôi giới thiệu qua về bản thân tôi rồi về cái tập luyện. Nó ba vấn đề, một là về cuộc sống, vươn lên trong cuộc sống, hai là cách tập luyện, và ba là định hướng công việc cho người khuyết tật của nhà chúng ta. Thì tôi cũng rất may là trong quãng thời gian tôi ở bệnh viện thì tôi quen bà xã tôi là người phục vụ, thấy tôi kiên trì về học nghề tập luyện như thế thì trải qua 4 năm nhiêu thì tôi xây dựng gia đình năm 97. Thì lúc đó là sinh con đẻ cái làm nghiệp thì nó rất là khó khăn. Thì tôi là người gốc ở Thái Bình và lên Phúc, Vĩnh Phúc điều trị và quen bà xã tôi ở Vĩnh Phúc, tôi lập nghiệp ở trên đấy. Lúc đó tôi lập nghiệp đi lên từ con số 0. Khi tôi ở bộ đội về thì là cái tiền mà ở bộ đội về thì chỉ đủ tiền rất dễ ăn hỏi. Đến cưới ở bên quê nội tôi không có điều kiện cưới thì bố mẹ rất là nghèo. Thế tôi ý thức được cái việc đó thì khi mà cưới xong thì bà xã tiết kiệm được cái tiền lương chỉ mua được có lửa chỉ vàng theo tay thôi. Thì lúc đó tôi khởi nghiệp bằng đúng lửa chỉ vàng của bà xã. Bắt đầu tôi lấy ngắn nuôi dài trong cái quá trình như vậy. Thì đến như ngày hôm nay thì thành quả của tôi lớn nhất là được 2 người con, một người con gái hiện tại đang làm tiếp viên Vietnam Airlines, 2 cháu 21 tuổi, còn một cháu trai thứ hai là đi theo bố hôm nay. Tuổi cao 1m86. Thế còn cái công việc thì hiện tại tôi vẫn duy trì cái dung già, mấy người hỏi có phải dung già không? Ngày đó đến giờ tôi phát triển Hường mới gửi đây. Thủy Hường ấy mới gửi hoa hồng xanh là ai đây? Biết được là thì chúng ta phải những người dân đường cuộc sống, chúng ta phải luôn những người những cái trả lời mà đúng rồi thì mới có được tuyệt vời. Cảm ơn chúng ta. Nếu như mọi người mà có cái ảnh biểu tượng của Vietnam Airlines ở trên này mình show được lên đúng dung già đây chị Hường này của Duy Cương ấy,
có một cái nét đẹp mà mình nghĩ là rồi, chào mọi người nhé, đến giờ chén rồi đây. Bạn cháu thì vẫn đang học năm thứ ba đúng không ở Duy Dương, đang học năm thứ ba đại học ngoại ngữ, nhưng mà cháu tạm dừng và quyết định bay quốc tế để nâng cao kinh nghiệm và bây giờ cháu đã trở thành tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines chính thức. Còn cậu con trai thì cao 1m86 đâu chảy lên quanh ở đây. Người thọ nhất là một cụ ông hiện cũng đã mất rồi, người Ấn Độ là 180 tuổi. Vậy thì cái tuổi thọ của người thọ nhất ấy so với tuổi thọ của trái đất thì chắc là quá nhỏ đúng không ạ? Vậy thì ý em muốn nói là việc chúng ta được sống, được sinh ra, được tồn tại đã là một điều quá là tuyệt vời rồi. Chẳng có lý do gì chúng ta phải buồn hết, đúng không ạ? Vâng. Vâng thì bởi vì là cũng là một điều vô tình mà em lướt trên Facebook, em thấy đài truyền hình Phú Thọ có một bài viết nói về anh Phạm Cung Hoàng là một người khuyết tật, mà sau khi anh bị tai nạn, anh được một tai nạn tứ chi, thì nhiều những cái lúc mà anh nghĩ đến con đường chết để tự giải phóng cho bản thân mình ấy, thì những cái động lực nào mà để anh vượt qua được cái cơn khó khăn đấy? Dạ, em thì em rất là yêu bóng đá, em không biết đá bóng nhiều thì yêu, nhưng mà đó là cái lần thứ hai em quyết định đã đi. Cái lúc mà em quyết định đã đi đó là trước khi em biết là cái này em nói được cái trái đất từ xong. Vâng ạ. Thì sau cái trận Argentina và Brazil thì em quyết định ra đi. Từ đó thì em có khoảng 50 viên, nhưng mà sau những cái lần thứ hai đó thì em vẫn thấy mồm miệng cứng đơ rồi, tức là không có nhiều phản xạ nữa. Thế nhưng mà rồi em tự hồi tỉnh, thì khi mà lúc em hồi tỉnh đấy thì mắt em cứ lờ mờ lờ mờ, thì hai ông bà cả tóc đều hoa tiêu hết cả, đó hơn 60 tuổi. Thì em cũng chẳng nghĩ rằng tại sao họ cứ rằng xé cái thành lập cái cuộc sống cho mình, còn mình thì một thằng thanh niên hơn 20 tuổi, một thằng thanh niên 20 tuổi mà lại cứ tìm cách để ra đi, ta nhìn lại của họ vậy, còn có bao nhiêu người khác nữa còn mình. Thì lúc đó là em bị tai nạn khoảng gần 2 năm rồi, lúc đó em quyết định là mình phải tìm lại đó. Sau đó thì em có sang bệnh viện Bảo Long, thì ở đó là cái môi trường đông y, thì cái môi trường đông y họ có khác cái tây khá là nhiều, và đặc biệt là ở bệnh viện nó tuyến tỉnh xa cái này đảo, và là cái môi trường ở đấy họ rất là những cái này kia. Thì cái ông thầy đó là ông Nguyễn Hữu Khai, trong bộ phim Đường Đời ấy, ông lại bố trí cho em một cái công việc đó là ngồi trực điện thoại đâu. Thì ở đó có học sinh không thì người ta cứ vào điện thoại. Mà cái lúc mà anh bị chấn thương cuộc sống đấy, mà lúc anh nghĩ đến con đường mà tự giải thoát bản thân mình để cho nó nhẹ nhàng ấy, thì cái mặc cảm tự ti với anh cái lúc xã hội lúc đấy thì anh nghĩ như thế nào? Lúc đó thì em thì lúc đó là 24 tuổi, còn em cũng mới ở dưới trung tâm tin học điện tử được khoảng 1 năm, thì em bị đây nè, thì nó là một sốc quá kinh hoàng. Lúc đó thì mọi thứ nó chỉ còn là một đám thịt tôm, nhưng mà thực ra là em cũng không muốn nói đến cái chi tiết này nhiều nữa, thì nhiều các anh chị nói lên rồi buồn rồi, em không muốn nói buồn nữa, giờ nó vui thôi ạ. Bởi vì là mọi thứ là chúng ta đều là phải chấp nhận hết. Biết là nếu như mà theo mình được biết ấy, thì người chấn thương cuộc sống mà để có công ăn việc làm, để có một gia đình hạnh phúc, thì thôi để cho mình hỏi bạn trước về cái công việc của bạn. Hiện tại thì theo như mình biết thì bây giờ bạn có một công việc khá ổn định. Trong cái công việc mà hiện tại bây giờ mà bạn có bây giờ, thì cái điều gì mà để làm nên cái thành công của ngày hôm nay? Dạ, cái điều đầu tiên thì qua đây em cũng đầu tiên là em chỉ gửi một lời cảm ơn, một lời tri ân chân thành nhất với bố mẹ em, gia đình em, bà xã em, bà xã em cho
tên là Đào Thị Ngát. Và đó là những động lực và hai thiên thần của em. Qua đây. Ừ. À, mọi người cho anh phần quà. Em có hai bé thị đôi, một trai một gái. Cháu gái là Phạm Kiến An, cháu trai là Phạm Kiến Vĩ. Hai cháu đây đã được 9 tuổi. Hiện các cháu học lớp 4, 5, 6 trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Mông Trang, thành phố Việt Trì. Xin hội nghị động cho anh Phạm Hoàng một dạng bài hát. Được biết là một người bị chấn thương cuộc sống mà liệt tứ chi ấy, thì thực tế bây giờ như cái xã hội bây giờ thì cái thứ nhất là cái về mặc cảm của người bị chấn thương cuộc sống và cái khó khăn về đi lại, về tất cả mọi cái sinh hoạt đấy. Mà theo mình được biết ấy, thì anh có một gia đình cực kỳ là hạnh phúc. Cái điều gì ở người phụ nữ mà dám can đảm để xây dựng gia đình với anh? Em có thể chia sẻ nó hơi lằng nhằng một chút. em hơi lằng nhằng. Em hỏi mọi người ạ, cái điều gì còn quan trọng nhất để chúng ta có mặt với nhau ngày hôm nay ạ? Để chúng ta có thể có mặt với nhau ngày hôm nay ạ? Đồng cảm hay là tình cảm mọi người? Đồng cảm. Đúng rồi, tình cảm. Để chúng ta cả hội nghị cho mình ý kiến là đồng cảm hay tình cảm đây? Cả hai. Vâng, xin mời anh. Em thì chưa nghĩ thế ạ. Nhưng mà em nghĩ cái đầu tiên ạ là chúng ta phải có sức khỏe. Vâng. Không có sức khỏe chắc chắn là em không lại đến đây rồi. Em có biết bạn Tiến cũng ở Bắc Giang này. Đúng ra là bạn rất chờ đợi ngày hôm nay. Nhưng mà bạn cách đây một tuần bạn bị rất nặng quá. Bây giờ bạn không dám đến. Hôm nay bạn vừa tâm sự trên Facebook với em và bảo là nếu hôm nay em đến thì đây này em mất là tết. Vâng. Em nghĩ đầu tiên là sức khỏe. Tiếp đó thì chắc chắn là phải tình cảm rồi. Nếu không có tình cảm thì chẳng có lý do thì chúng ta lặn lội em, lặn lội để chăm cái số đến đây. Có rất nhiều anh em khác còn vất vả hơn nhiều phía đây. Vì em nghĩ là đầu tiên là sức khỏe, không có tình cảm. Vâng, nhưng mà mọi người nghĩ ạ, cái gì làm ra sức khỏe tình cảm ạ? Em xin nói luôn ạ, tiền ạ. Thôi, em nói luôn là tiền ạ. Nếu hôm nay chúng ta đây không có tiền, ít nhất có người đi xe khách ạ. Ví dụ như em đi xe khách từ Phú Thọ sang đây chắc phải mất 150k. Vâng. Đúng không? Vâng. Đi trở về chắc mất 300k. Vâng. Vâng. Và chúng ta đồng cảm, chúng ta chia sẻ các thứ này kia ạ. Thì hôm nay ạ, có thể một bác đại gia này, một bác đại gia kia đến cho em 5 triệu, ngày mai cho em 10 triệu. Vâng ạ. Nhưng mà nếu một bác nào đấy cho em cái cần câu ạ. Đúng không ạ? Thì em nay em có thể câu được cái ao này, ngày mai có thể câu ao kia, ngày kia nữa thì em thậm chí em có thể buông thuyền em ra khơi ra biển. Được biết là trong cuộc sống với bây giờ anh là người em theo tôi anh là người hoàn hảo, có một gia đình hạnh phúc, có một cuộc công việc ổn định. Trong những cái lúc khó khăn nhất, ai là người đồng hành cùng em? Đầu tiên thì là bố mẹ em ạ. Sau đó thì là sau đó thì khi mà em có thủ trưởng của em rồi, lady thủ trưởng của em hay gọi là lady hay gọi là bà xã của em. Dạ vâng. Thôi thì thay mặt hội chiến lược cuộc sống muốn anh Ngọc Hoàng muốn nhắn nhủ tới chúng ta một điều rằng là chúng ta sống là phải có nghị lực, có ý chí để vươn lên số phận, vươn lên cuộc sống để hòa nhập với cộng đồng. Anh là một người điển hình, có một gia đình hạnh phúc, có một công việc ổn định. Thay mặt anh chị em tôi xin chân thành cảm ơn, đề nghị cho một tràng pháo tay. Em xin phép thêm một phút ạ, em chốt lại vấn đề là như thế này ạ. Chúng ta hãy quên đi vì sao chúng ta bị quên đi và chúng ta chấp nhận. Có sông và có núi á, đương nhiên phải có sông kìa. Có đông thì đương nhiên có hát. Chúng ta coi như đó là bình thường đi. Bởi vì chúng ta khi mà chúng ta đã chấp nhận được thì chúng ta sẽ đón nhận được mọi thứ. Chúng ta sẽ có công việc, chúng ta sẽ có sức khỏe, chúng ta sẽ có hạnh phúc, chúng ta sẽ tất cả có cả tất cả mọi thứ. Chúng ta hãy đi thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ đến. Rồi, em xin hết ạ. Cảm ơn mọi người. Ở đây thì có một bạn coi như là xa nhất mà đã lặn lội từ vùng núi Hà Giang
về hội nghị hôm nay với nhóm chấn thương cuộc sống tỉnh Bắc Giang. Tôi xin nhận giới thiệu bạn Khánh Vân sẽ gửi tới hội nghị một bài thơ. Lần đầu tiên cho phép em xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu và tất cả các anh các chị trong Hội Chấn thương cuộc sống Việt Nam lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em xin được giới thiệu, em tên là Khánh Vân, em đến từ huyện Bắc Mê của tỉnh Hà Giang ạ. Năm 16 tuổi là em bị liệt nên là do buồn bã nên là em đã tự sáng tác một bài thơ. Sau đây em sẽ đọc bài thơ. Bài thơ mang tựa đề là Riêng Em ạ. Thank you. Chúc mừng chào các bạn. Tuổi xuân em vừa 16 trăng tròn, bỗng số phận lấy đi niềm hạnh phúc. Đôi chân em không may bị liệt, nỗi đau buồn không biết tỏ cùng ai. Nỗi cô đơn trong suốt tháng năm dài tưởng như đã vùi trôi đi mơ ước. Nhưng em sống không ngăn chịu lùi bước, sống vô tư tự lo được cho mình. Giờ này đây bên mái nhà nhỏ xinh xinh, nơi che chở cuộc đời em vui sướng. Em chỉ mong thật nhiều bạn đến chia sẻ niềm vui nỗi bất hạnh riêng em. Cố lên em, ắt sẽ có niềm vui cả cuộc sống và cả sự riêng tư nữa. Em hy vọng sẽ có người thắp lửa để đạt được những gì em vẫn hằng mong. Cảm ơn Đảng đã mang cho em chiếc xe lăn và những món tiền nho nhỏ, tạo dựng niềm tin em trong đó để em sống vươn lên có ích cho đời. Trong cuộc sống gia đình ai cũng mong muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc êm ấm. Trong cuộc sống nó không đi theo mình muốn, biến cố gia đình là điều không thể tránh khỏi. Thật đáng cay với sự biến cố đã làm chị tàn phế suốt đời. Đó là chị Đinh Thị Xuân đến từ Thái Nguyên. Đây là chị Xuân có thể giới thiệu qua về bản thân với hội nghị. Không quan trọng cái nào, chào tất cả anh em. Xin thầy. Các vị đại biểu và các đại các chị ở trong hội nghị hôm nay. Thật ra thì hôm nay em chưa bao giờ em nói đến trước đông người như này nên nó hơi bị run ạ. Thật ra em thì được biết là cái sự ghen tuông mù quáng trong gia đình mà người chồng yêu thương của chị đã dã tâm bắn vợ mình. Sau sự biến cố này chị thì về tương lai. Sau khi biến cố trong gia đình xảy ra như vậy, thật sự trước mắt em thì nó gần như là không có một tí ánh sáng nào hết cả. Em khóc nhiều, đi viện cũng rất là nhiều, rồi cả một năm trời đi viện. Rồi về đến nhà thì em bị trầm cảm rất nhiều ba tháng. Em không dám gặp người ngoài, rồi cũng không muốn gặp người lạ, họ vào nói chỉ khóc thôi. Nhưng mà cũng rất là may có một người bạn em, hiện tại bây giờ bạn đang làm bác sĩ trong Nha Trang. Bạn đến bạn ấy bảo là mày không thể như thế được, bây giờ mày phải đi ra ngoài. Em cũng không muốn ra nhưng mà chính bạn ấy đã hàng ngày cứ thứ bảy chủ nhật bạn được nghỉ là bạn đi đưa em đi ra ngoài đi chơi. Sau đấy bạn ấy đang hướng cho em một cái cuộc sống tốt hơn thì đùng cái chồng em lại bị vướng vào pháp luật. Và lúc đấy thì em thật sự là một lần nữa lại coi như là sụp đổ hoàn toàn luôn. Em khóc mấy ngày liền. Nhưng mà nhìn thấy đứa con gái của em lúc đấy, cháu bây giờ có 6 tuổi, nó cứ bảo nó ôm nó khóc. Sau này em bảo cái này bây giờ chồng nó đi tù rồi thì không biết ai sẽ nuôi con. Trong khi đó hai bên gia đình thì rất là vất vả, ở quê thì kiếm đâu ra tiền để trợ cấp cho hai mẹ con được. Thế là lúc đấy cùng với người bạn ấy em vượt lên, và em lúc đấy thì trên mạng xã hội thì chưa có,
cái sự biến cố của chị xảy ra thực sự đó là một cái biến cố rất ai mong muốn, không ai muốn chờ đợi, nhưng chị đã phải trao một quả cú sốc quá đau đớn để cả thể xác lẫn tinh thần. Cái điều gì mà chị đã vượt qua để sống chung với những con đường kia? Nó yêu cầu thẳng tên này. Nhưng thật may thì đứa con em không có. Rồi em đi bán vé số, em làm tất cả các thứ. Em ở đấy em gần cái quân khu 1, em nhận hàng về em cắt rồi em thêm. Sau đấy hàng tháng thì vừa phải nuôi con này, vừa phải gọi điện rồi lên thăm chồng đi cải tạo. Nhưng mà khi lúc đấy anh ấy vẫn lên và động viên em là thôi ở nhà cố gắng, hai mẹ con cố gắng trông con. Em vẫn luôn là cô hồng đẹp đẹp nhất của đời anh. Và tự nhiên lúc đấy sức mạnh nó làm sao ấy, nó cảm thấy nó mạnh mẽ lắm ạ. Và cứ như thế rồi. Một tình yêu của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông thật tuyệt vời. Nhưng thực sự tình cảm mà em đã dành cho anh không được anh trọng, mà về sau này anh đã từ bỏ mẹ con em để anh đi với người khác. Với cái sự nghị lực của một người phụ nữ như vậy thì thực sự là mình muốn hội nghị mình đáng là một cái đời và biểu dương, là một tấm gương sáng và là đặc biệt với những người bị chấn thương cuộc sống. Bởi vì bạn là một người cái tai nạn do chính hạnh phúc gia đình, do chính người thân, người mà yêu thương nhất gây ra cho mình. Mà mình là một người yêu thương chồng hết mực, nhưng với sự phản bội của người chồng thì thay mặt anh chị em chấn thương cuộc sống, mình sẽ chia sẻ với bạn rằng là cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, nhưng bạn là một người thép, lực thép để vượt qua cuộc sống này. Tôi xin chân cảm ơn. Tuy nhiên, người bình thường, em nào, tức là bất cứ lúc nào cũng có thể
và rất là ngưỡng mộ cái câu chuyện của Phạm Công Hoàng. Bạn ấy nói quyết tâm hay không quyết tâm, nghèo như ở Việt Nam hay là giàu có như sống ở Mỹ, chúng ta đều là con người, chúng ta có quyền của con người để sống. Và mọi người cũng nói về mày khổ quá hay gì khác, thì mình lại nghĩ đến là tôi tự hào như thế này, tôi tự hào tôi mặc dù tôi bị vỡ, tôi sống D3, D4, tôi sống 26 năm trời như thế, nhưng tôi vẫn tự hào tôi là con người. Và tôi rất thấy, tôi thấy cách suy nghĩ của Hoàng vô cùng tích cực. Bạn ấy lực tứ chi, mình còn so sánh với bạn ấy thì còn xa lắm, thế mà có cô hát xinh đẹp từ Hà Nội, cô ấy bỏ hết công việc, cô ấy lao đến gặp cái bạn tứ chi. Có cái bài báo nào viết về cái bát mì mà có cái rau cải thúc thơm gừng hi? Trước đấy thì nhờ anh Công Hoàng anh gom thuốc bổ bệnh đội đầu chứ, mà sau này câu chuyện đấy hoàn toàn là câu chuyện cổ tích kỳ diệu và cực kỳ đẹp đẽ. Vậy chúng ta tự hào chúng ta là chúng ta không thể mong muốn là có thể là biến trở thành người bình thường được, nhưng chúng ta hãy tự trọng, tự tin và sống giàu có. Giàu có như lúc nãy mình có chia sẻ là giàu có bằng kiến thức. Có thể mọi người không ai chết đi mà lại cầm hết cả tài sản đi theo. Chúng ta để lại những cái gì chúng ta truyền cảm hứng cho mọi người bằng nghị lực sống của chúng ta, những con người vượt qua số phận, những số phận làm nên đẹp đẽ của cuộc sống này. Vậy chúng ta phải tự hào, chúng ta không có thể không cần phải trở thành người bình thường, và chúng ta chỉ làm tốt như là Hoàng nói, có nhiều tiền, có sức khỏe để đi và truyền cảm hứng. Tại sao Nick Vujicic ông đến được đến đâu thì tiền bạc rào rào mà chúng ta lại khổ thế, chúng ta lại phải rất là vất vả? Đấy là cái ý tưởng tại sao mình phải cho các bạn đến nơi đẹp nhất, ở đâu cũng thế, từ Hà Nội mình làm đến Bắc Giang, các bạn phải được ở những chỗ đàng hoàng nhất, như đại biểu quốc hội mà, đúng không? Chưa, các bạn ấy chưa nói, nhưng mà đấy là cái ý tưởng của mình. Các đại biểu có thể rất là thoải mái, nhưng mà anh em cuộc sống thì không dễ dàng, mọi người cứ phải tản dần thì họ đến được đây với sự chắc chắn cũng là vô cùng khó vì dạng, nhưng mình là phải uống thuốc giảm đau, bởi vì mình đau quá rồi. Và đề nghị hội nghị cho một tràng pháo tay để đồng chí xin chào. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu chị Lương Minh Nguyệt gửi tới hội nghị một bài hát. Ngoài khơi xa có
lên triển khai một cái công việc của hội chiến thắng Việt ở số 15. Tôi xin chào anh mời. Xin phép tất cả các anh chị thế này. Mỗi một tổ chức đoàn thể nào ấy thì cũng cần một bộ máy để điều hành. Thì hội chiến thương cuộc sống Việt Nam chúng ta mới hình thành nhưng chưa có hội trưởng. Nhưng mà hội trưởng này thì là sẽ để khi nào chúng ta thành lập được mang tư cách pháp nhân thì chúng ta sẽ bầu hội trưởng sau. Thế nhưng các tỉnh thì đề nghị các anh chị là bầu ngay nhóm trưởng của nhóm chiến thương cuộc sống của cái tỉnh Bắc Giang. Ví dụ như thế, ngày hôm nay thì theo chỉ đạo và góp ý của ban quản trị hội chiến thương cuộc sống Việt Nam cũng như góp ý của số các anh cũng thì có đề cử anh Bộ Nguyễn Văn Bộ bên Bắc Giang là làm nhóm trưởng nhóm hội chiến thương cuộc sống của tỉnh Bắc Giang. Thì bây giờ là đề nghị các anh chị là bầu trên phương diện là biểu quyết luôn. Thì các chị có nhất trí anh Bộ làm nhóm trưởng nhóm chiến thương cuộc sống ở Bắc Giang hay không thì đề nghị các anh chị cho biểu quyết. Mình biểu quyết giơ tay thôi nhỉ? Biểu quyết bằng giơ tay đấy ạ. Bắc Giang chứ. Hình như là tuyệt đối đấy. Hai em về Bắc Giang không? Như vậy là các anh chị đều nhất trí rồi nhá. Thế thì cái này khi mà nói thực các anh chị là chúng ta cũng làm ở các cơ quan đoàn thể rất nhiều rồi. Để mà bầu bán như thế này thì nó không mang tính chất là đúng theo cái quy định. Thế nhưng mà đây là cái nhóm chúng ta thì thôi chúng ta bỏ qua cái việc đấy đi. Còn khi nào mà ta bầu hội trưởng hội chiến thư cuộc sống Việt Nam thì ta sẽ làm bài bản và đúng quy định.